Sáng ngày 21 tháng 9, sau cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ. Đây là hai điểm thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, là nơi sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino, Công nương Kiko cùng cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ, tham quan nghe giới thiệu về nhà sàn Bác Hồ ở khu di tích. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch Covid-19. Cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, kể từ chuyến thăm của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào năm 2017.